với công ty đầu tiên là công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản danh khôi thành lập năm 2006 với chỉ 60 nhân sự. Đến nay, trải qua hơn 15 năm xây dựng và phát triển, tập đoàn danh khôi có hệ sinh thái 30 công ty thành viên cùng hơn 1.500 nhân viên, hơn 60 dự án nhà ở và nghỉ dưỡng với hàng chục nghìn sản phẩm. Tập đoàn danh khôi, danh khôi group với tiềm lực tài chính vững mạnh, tổng tài sản 12.000 tỷ, đội ngũ nhân sự nhiệt huyết và giàu kinh nghiệm, tập đoàn không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, tập trung vào bất động sản và không ngừng nỗ lực gặt hái nhiều thành tựu. Trở thành nhà phát triển bất động sản uy tín, phát triển vươn tầm khu vực. Hệ thống nhận diện của tập đoàn Danh Khôi lần đầu tiên được giới thiệu tại sự kiện với điểm nhấn là biểu tượng hiện đại và giàu ý nghĩa, thể hiện toàn bộ triết lý kinh doanh, phù hợp với định hướng chiến lược tối ưu giá trị và là ngọn cờ nhất quán tư tưởng cho toàn bộ nhân sự tập đoàn để cùng nhau chinh phục tầm nhìn trở thành tập đoàn bất động sản hàng đầu khu vực. Tam giác vuông cân, biểu tượng kết nối vững chắc và bền chặt được hình thành bởi ba yếu tố chân thành, đồng hành và chia sẻ theo nền tảng triết lý của tập đoàn Danh Khôi ngay từ những ngày đầu. Các tam giác này kết hợp tạo nên biểu tượng đại diện, mang hàm ý danh khôi là thành quả của sự gắn kết bền chặt của một tập thể gồm rất nhiều cán bộ nhân viên, nhà đầu tư và đối tác. Đồng thời, vị trí của các tam giác trên logo cũng được sắp xếp một cách tối ưu để xuất hiện hải ký tự đại diện tên thương hiệu tập đoàn, thể hiện thông điệp tối ưu giá trị trong các hoạt động của tập đoàn Danh Khôi. Và mạnh mẽ nhất là màu sắc của hệ thống nhận diện mới, màu đỏ tươi nổi bật, đầy dũng cảm, năng động và đam mê, chứa đựng một tham vọng khát khao cháy bỏng của từng thành viên trong tập đoàn danh khôi đó là khát vọng trở thành nhà phát triển bất động sản hàng đầu khu vực